công ty trách nhiệm hữu hạn Musashi Electronics Việt Nam, 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại, có địa chỉ tại khu công nghiệp Việt Hương, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương. Công ty có tuyển dụng lao động nam, nữ làm chính thức, không yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm, yêu cầu nam từ 18 đến 28 tuổi, nữ 18 đến 35 tuổi, nhanh nhẹn, chịu khó. Công việc gia công, quấn băng keo cho dây dẫn điện ô tô, làm việc trong môi trường máy lạnh thoáng mát. Làm việc tại công ty, bạn được hưởng đầy đủ chế độ, phúc lợi, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, có cơ hội huấn luyện đào tạo tại Nhật, nghỉ hưởng lương 2 thứ 7 và 4 chủ nhật, tăng ca thứ 7 tính 1,5 theo quy định, quà tặng vào các dịp lễ, Tết hàng năm. Mức thu nhập trung bình của lao động đạt 8 đến 10 triệu đồng trên tháng, trong đó bao gồm lương cơ bản 7.294.000 đồng trên 24 ngày công, phụ cấp nhà ở, đi lại 600.000 đồng trên tháng, phụ cấp chất lương 200 đến 400.000 đồng trên tháng, ngoài ra còn thưởng năng suất hàng tháng. Được tăng ca đều trung bình 2 tiếng một ca, ngoài ra còn được tăng ca ngày thứ 7 tính 150%. Ở công ty Musashi Electronics, bạn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thời gian thử việc ngắn, được ký hợp đồng chính thức sau 6 ngày thử việc, được nghỉ 6 ngày một tháng, thời gian làm hành chính, không làm đêm, phù hợp với những bạn ở gần công ty có thể đi về hàng ngày.